Chào cả nhà, đây là cây xương khỉ. Cây xương khỉ là một trong các vị thảo dược được biết đến với nhiều công dụng rất là tốt cho gan, mật, xương khớp và cũng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, giúp ngăn ngừa và ức chế tế bào ung thư, mang lại hiệu quả tích cực cho người sử dụng. Theo y học cổ truyền thì cây xương khỉ còn được gọi với cái tên là cây bìm bịp hay còn gọi là cây mãng cộng. Cây này còn biết đến với công dụng là hỗ trợ nhăn liền xương hay còn gọi là cây liền xương cốt. Những ai mà bị gãy tay, gãy chân, mình có thể đun nước uống, nó hỗ trợ giúp mình nhăn liền xương. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái phần lá tươi và cây tươi để giã, đắp, bó vào vết thương. Đối với những người bị gãy xương hoặc đau nhức xương khớp thì mình có thể áp dụng hai cách, vừa đắp bên ngoài và uống bên trong cả nhà nhé. Về đặc điểm của cây xương khỉ thì cây thường mọc theo bụi, có chiều cao từ 1 đến 1,5 m và có thể lên cao hơn. Thân màu xanh, lá cũng màu xanh, đầu hơi nhọn. Cây này có thể trồng bằng cành và thường phát triển mạnh nhất vào mùa mưa. Đây là cây xương khỉ đã được cắt khúc và phơi khô. Dưới dạng khô như thế này thì cả nhà có thể đun nước uống, uống thay nước lọc hàng ngày để tăng cường sức đề kháng này. Rất là tốt cho những người đang bị đau nhức xương khớp, những người mà bị men gan cao. Nó còn tốt cho mật và ức chế, ngăn ngừa ung thư cả nhà nhé. Những ai mà bị gãy tay, gãy chân thì mình có thể đun nước uống để hỗ trợ nhăn liền xương khớp. Nó rất là nhiều công dụng và tốt cho sức khỏe. Về cách dùng thì một ngày mình sử dụng một lượng vừa đủ là 50g, rửa sạch, đun với lại 1,5 l nước, đun sôi để nhỏ nửa niu riu 15 đến 20 phút, sau đó mình để nguội và mình uống trong ngày. Sử dụng rất là tốt luôn, người lớn tuổi mình có thể sử dụng là một loại nước uống hàng ngày, giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể. Hiện tại thì shop mình đang bán dạng khô như video mình đang quay. Cả nhà có nhu cầu muốn mua cây xương khỉ khô thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Cả nhà thấy video của mình hay, hãy ấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.